Hầu hết các diện tích hành đang được bà con nông dân tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Theo kết quả điều tra tình hình dịch hại của Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, hiện nay sâu bệnh gây hại trên cây hành phổ biến là bệnh sương mai với tỷ lệ hại từ 5 đến 10%, nơi cao lên đến 15% số lá. Bệnh này sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trong điều kiện thời tiết mưa nhiều như hiện nay. Cùng với đó là bệnh khô đầu lá có diện tích bị nhiễm lên đến trên 1.000 ha với tỷ lệ bệnh hại trung bình trên một cây hành từ 30 đến 35% số lá, chỗ cao lên đến 70% số lá. Ngoài ra, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh và kèm theo mưa nhiều đang làm điều kiện cho bệnh thối nhũn và bệnh đốm hành, sâu xanh ra láng hại rải rác gây hại cục bộ. Xã Thăng Long, một địa phương có truyền thống thâm canh cây hành theo phương thức sản xuất tập trung từ nhiều năm nay, nhưng ở vụ hành này cũng đang bị sâu bệnh gây hại trên diện rộng. Đối với Thăng Long, là cái diện tích hành của năm nay chúng tôi trồng được là 235 ha. Thì hiện tại trong giai đoạn này là cây hành là đang cho hại xuống củ. Do cái điều kiện thời tiết thì chúng ta phát hiện được một số cái loại bệnh xuất hiện. Thứ nhất là sương mai, thứ hai bệnh tán thư và thứ ba bệnh khô tóp đầu lá. Thì chúng tôi cũng theo cái cơ quan chuyên môn khuyến cáo thì hợp tác xã cũng tích cực tuyên truyền vận động là bà con nông dân kiểm tra đồng ruộng thế và dùng những cái loại thuốc đặc hiệu để phòng trừ cho ba cái loại bệnh trên thế và để đảm bảo giữ cho cái cây hành là xanh và trong cái đoạn xuống củ này giữ được dọc để đạt được cái năng suất cao. Theo Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, nguyên nhân dẫn đến sâu bệnh phát sinh trên cây hành nhiều là do thời tiết thường xuyên có mưa, có độ ẩm cao, sương nhiều về đêm. Để chủ động phòng chống tốt các bệnh hại cây hành giai đoạn xuống củ, bà con cần chú ý thực hiện đầy đủ các biện pháp kỹ thuật canh tác và xử lý thuốc phòng chống bệnh kịp thời. Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra thăm đồng để phát hiện các loại bệnh hại sớm, đặc biệt là các bệnh sương mai, đốm hành, khô lá, bệnh thán thư, thối cổ rễ, bệnh thối ướt. Thường xuyên vệ sinh ruộng hành, đảm bảo sạch cỏ, kết hợp tỉa bỏ lá già, lá bị nhiễm bệnh. Đối với cây hành trong giai đoạn hiện nay, thì trước hết là nông dân cần phải chú ý quan tâm phòng trừ cái bệnh đốm hành ở giai đoạn hiện nay trên cục bộ một số diện tích. Đặc biệt những cái trà hành muộn thì bà con cần phải theo dõi thời tiết. Nếu thời tiết âm u mưa phùn thì trước khi âm u mưa phùn hoặc sau khi dứt điểm âm u mưa phùn thì bà con cần phải chú ý phòng trừ đối với cái bệnh sương mai cũng như cái bệnh thối nhũn cho hành. Đối với bộ thuốc trừ cho hành thì không nhiều. Tuy nhiên bà con cần phải lựa chọn những loại thuốc đặc hiệu trong quá trình sử dụng. Cho hành thì ở cái đoạn này thì cũng đề nghị bà con là cần phải chú ý phun đều, phun ướt, đảm bảo một cái thời gian cách ly đối với lại sử dụng thuốc trước khi thu hoạch. Theo các cơ quan chuyên môn cho biết, thời tiết từ nay đến cuối vụ sẽ có nhiều bất lợi đối với cây hành, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa nhỏ kéo dài và độ ẩm cao. Do đó, bà con nông dân trồng hành cần tích cực kiểm tra đồng ruộng và chăm sóc đúng cách, phòng trừ bệnh kịp thời mới có thể hạn chế tối đa được bệnh hại. Chi cục Bảo vệ Thực vật đề nghị nông dân cần chủ động phòng trừ sâu bệnh khi đến ngưỡng gây hại, nên sử dụng thuốc chuyên dùng cho rau màu hoặc thuốc có nguồn gốc thảo mộc.